ơi. Ôi dạ, mẹ kêu con chi? Ừ, tại sao lại nói mẹ kêu con chi? Phải nói rằng tâu mẫu hậu có điều chi truyền phán, sao quên hoài vậy hả? Dạ thưa mẹ, theo con nghĩ á, mẹ hay mẫu hậu gì á, tiếng nào cũng giống như nhau, gọi mẫu hậu mẫu hoàng chi lộn xộn quá, con không có nhớ đâu. Đành là khó, nhưng phải ráng học tập, vì lỗi xưng hô của nhà vua phải khác với dân gian. Và nhà ngươi phải nhớ, hiện nay nhà ngươi là hoàng đế xứ Bạc Sa, chứ không phải là tên thợ săn nghèo nàn ở An Giả Sơn, nghe không? Dạ nghe. Tâu mẫu hậu, dạ mẫu hậu. Thôi, mẫu hậu. Mẫu hậu, lời vàng kia con xin ghi nhớ. Tức chết đi thôi, mấy hôm nay hầu tướng An Si Đạt đã dạy Dương Nhi học tập những gì? Tức chết đi thôi, mấy hôm nay hầu tướng An Si Đạt đã dạy Dương Nhi học tập những gì? Coi. Coi. Ta hỏi nhà ngươi sao lặp lại như thế hử? Ta hỏi nhà ngươi sao lặp lại như thế hử? Im. Im. Hỏng hết, hỏng hết rồi. Hỏng hết, hỏng hết rồi. Hãy bình tĩnh, nghe đây. Dạ. Nhà ngươi ăn nói như một con két, tại sao thế hả? Dạ thưa mẹ, hầu tướng An Si Đạt dạy thế nào thì con nói y như vậy đó, không nói câu nào con phải nói theo ổng vậy, chứ không ấy tôi nói bài ổng đánh con sao? Nhà ngươi không có chút thông minh nào hết, quân sĩ đâu? Chứ đòi hầu tướng An Si Đạt đến đây lập tức nhé. Dạ dạ, xin mẫu hậu hãy cho phép con trở về An Giá Sơn, sống kiếp đời thợ săn, làm thợ săn để mưu sinh, để trọn bề phụng dưỡng mẹ con, và sớm chiều gần gũi ai xa, làm vua sao khó quá, mà con lại chẳng ham. Có gì cũng phải ráng, rồi mọi chuyện cũng quen dần. Chỉ ngươi là không thích làm vua, chứ ngai vàng mà ai lại chẳng ham. Vậy thì con xin nhường cho họ, con trở về làm thợ săn sướng hơn. Ta đã chọn ngươi rồi, không có gì thay đổi ý ta. Ác kỳ, hầu tướng An Xí Đạt phải cố gắng dạy bảo Dương Nhi cho thuần thục phong cách triều mỹ cho kịp lễ đăng quang. Công khó đó sẽ được ta hậu thưởng. Thi hành nghiêm chỉnh đi nhé. Xin bệ hạ cố gắng học tập cho thái hậu vui lòng, và tránh cho hạ thần khỏi bị khiển trách. Hầu tướng. Dạ. Hầu tướng có thương ta không? Dạ thương, lúc nào thần cũng quý mến bệ hạ. Hầu tướng à. Dạ. Bây giờ có cách này vẫn toàn cả hai. Dạ. Trẫm viết thư ha. Dạ dạ. Rồi hầu tướng cho người cầm về cho mẹ trẫm. Dạ. Mẹ trẫm dẫn vợ trẫm tới đây, hầu tướng giúp chẩm việc đó được không? Dạ được. Vậy thì bệ hạ viết thơ đi. Viết thơ nghe không? Dạ. Ai xa em ơi, em nhớ anh chăng? Anh nhớ thương em nhiều quá. Ai xa? Ai xa ơi? Tôi bệ hạ. Chuyện gì? Trời ơi, ta đang viết thơ làm mắt trợn hết à. Chuyện gì? Bệ hạ đã truyền phán, hạ thần không dám cãi. Xin bệ hạ thảo chiếu triệu hồi, thần cho người tính cẩn ra đi lập tức. Nhưng trước khi ra đi, thần xin nhắc với bệ hạ rõ chuyện ngày xưa. Tiên đế hứa với Bảo Phi sẽ tác hợp nhân duyên cho bệ hạ và Bảo Châu. Không, ta đã hứa hẹn với bóng hồng sa mạc. Ôi mới nhắc nàng đến liền, xin bệ hạ chớ cãi lời. Tâu bệ hạ. Dạ, ủa, ơi, điều chi, điều chi? Bệ hạ bỏ hoàng cung mấy năm trời xa cách, được tin bệ hạ hồi lon, Bảo Châu này vội vã đến dẫn em, chúc thánh thượng muôn năm trường thọ. Cảm ơn, cảm ơn. Ta có đi đâu mà bệ hạ giả ơn cho tử tước, tử tước hãy bình thân. Phải rồi, bình thân, bình thân. Kìa, dường như tính tình của bệ hạ giờ đây có nhiều điều thay đổi. Thì ta bệ hạ ơi, bệ hạ có biết là người ra đi giật lại sau lưng cả một cuộc đời nhung dâm, và làm khổ sở một con tim nặng niềm cay đắng thương sâu.
chừng do câu lướt nhanh qua cửa mới thấy lòng mình chua xót nghẹn ngào. Xin bệ hạ cố tìm lời an ủi cho tử tước vui lòng. Nói đi bệ hạ. Thì không thằng ta suy nghĩ rồi nói, chứ hói hoài biết cái gì mà nói. Tấu bệ hạ, chắc bệ hạ không còn yêu thần thiết nữa. Bảo Châu, lần đầu tiên ta mới gặp nàng, nàng cách khóc lung tung, làm ta biết cái gì đâu mà ta nói. Làm gì khiều về vậy cha? Nàng nói rằng ta vui cảnh lạ đường xa, nhưng từ nhỏ tới giờ ta có đi đâu mà vui với đường xa cảnh lạ. Còn ai xa cái người mà ta yêu, làm gì khiều hoài vậy? Cái người đã cùng ta lớn lên trong nghèo nàn đổi lạnh, người mà cùng ta chia sẻ bao nhiêu cay đắng của tình yêu. Ui giá, trời ơi, làm gì kỳ vậy cha nổi? Hả, sao? Ta với nàng là hai kẻ từ từ sắp lại gần nhau. Phải rồi, rồi gió tròn, rồi móp méo, rồi bàn tay vỗ trán, hai tay đưa lên trời. Trời ơi trời. Trời ơi. Trời hả? Ai biết đâu. Thì thầy thầu tướng nói chuyện ra dấu sao tôi làm như vậy. Trời. Tàu Thái Hậu, Thái tử Phi Sơn. Mẹ ơi. Trời, Thái tử về. Để con xuống mẹ ơi. Con xuống mẹ à. Dương Nhi, làm gì vậy? Con sợ quá. Con sợ quá hà. Đừng sợ ai cả, có mẹ đây. Kính lại mẫu hậu, đứa con Bắc Kiếu Bắc Mực đã về đấy, xin mẫu hậu rộng lòng tha tội và cho phép con vào Thái Miếu lại tạ Tuyên Dương. Nhà ngươi là ai mà gọi ta là mẫu hậu? Ngươi lại Tuyên Dương mà làm gì? Hãy lại người ngồi trên chính bệ kia kìa. Hả? Mẫu hậu, bảo con lại ai? Lại hoàng đế Bạc Sa chứ lại ai? Người lá mặt này là hoàng đế Bạc Sa. Phải. Con phải lại một kẻ đang chiếm vị Tiên Dương à? Mẫu hậu, mẫu hậu đã sỉ nhục con một cách tàn tệ đến thế sao? Ta, thôi để tôi xuống, ông lên cho rồi đi. Ngồi lên đó. Phải, anh phải ngồi lên đó để cho mẹ ta vừa lòng thỏa dạ. Và anh hãy lấy chiếc ngai vàng kia để đánh dấu một triều đại sắp suy tàn. Mẹ, mẹ ơi, con nào tiếc chi dương vị với ngai vàng. Nhưng dòng họ Hắc Sơn bị khinh khí thoá mà, trai năm bốn ngoài cũng đủ chứng tỏ tấm lòng con. Nếu có giận con xin mẹ chiếu theo lực nước phép vua mà sự mà phân. Sao mẹ lại dung chấp kẻ ngoại nhân chỉ vì thiên hạ? Mấy trăm năm công nghiệp của tiền nhân đã bị xóa bỏ chẳng thương tình. An Sĩ Đạt, đuổi kẻ khùng điên ra khỏi hoàng cung. Tâu dân. Tâu dân có nghĩa là đứng như trời trầm đó sao? Dạ tâu. Hạ thần chỉ e tên này bỏ chạy. Ý của dạ e bệ hạ này bôn ở bôn đào. Sao? Tại sao lại có bệ hạ này với bệ hạ kia? Còn nhà vua? Ta sao? Ta muốn biết tại sao nhà vua muốn bôn đào. Tại sao vậy? Ta hỏi tại sao như vậy? Ta biết rồi. Ta biết rồi, chỉ vì mấy chữ giàu sang danh lợi mà người ta sẵn sàng buông thần quan tâm. Và thay chúa đổi ngôi chẳng có ngày ngùng. Một đại thần gì danh lợi mà không dám nhìn chúa cũ? Một thần vẫn đang run rẩy trên chiếc ngai vàng. Buồn, buồn hơn nữa là một bà mẹ đã lạnh lùng chẳng muốn nhìn con. Dương Nhi, sao con không tỏ
tỏ quá trời mà ngồi im thinh thích vậy? Thôi thôi, để tôi xuống, mấy ông lên làm vua. Tôi đi cho rồi đi. Dương Nhi, bắt nó lại. Không, không phải thằng này, bắt thằng này giam lại. Trời, Mão Hậu đã phản bội Tiên Dương rồi.